Chào tất cả bạn ha, mình là Tuấn Lang Thang đây. Thì mấy hôm nay làm cũng xong cái lô này rồi bạn ơi. Thì như lời đã hứa thì mình chưa lấy vài chục cây, mình lên giao lưu với bạn chơi. Thì cái lô này thì cũng giới thiệu lại với bạn ha, là cái này là lô trang sen, hàng mini lùng lực. Đó, cây củ đế cực kỳ đẹp nha bạn. Thì mình đã có hứa là chừa lại để lên giao lưu với bạn mua lẻ chơi. Thì cái hồi trước giờ mình hay ít bán lẻ là tại vì khách bên mình thì chủ yếu là khách sỉ nhiều, cho anh em tự lấy về người ta bán sỉ. Thì lâu lâu thì để mình cố gắng mình chừa lại đưa lên bán lẻ chia sẻ rồi giao lưu với anh em rồi chơi. Đó, thì vài chục cây, mỗi ngày mình lên khoảng 10 cây với bạn giao lưu chơi. Thì cây thì giá cả rồi thì mình sẽ thông số rồi mình sẽ ghi quay chi tiết từ cây cho các bạn xem ha. Rồi thì đây là cây mã số 1 nha các bạn. Nó hoành tổng đế của nó là 24, hoành thân là 14, chiều cao nó là 10 cm. Cái này mình giao lưu 450k nha các bạn. Đó, cây này tai cành đồ là mình tính như là giật được một nhịp rồi nha các bạn. Về là mình cắt chuẩn hết trơn á, cắt rút là 11 mấy bạn ra là giật ra nhịp thứ hai mình chơi cây là chuẩn chi cành nha các bạn. Đó, cây thì mình làm sẹo xiết, là làm bệ đế là mình làm rõ ràng rành mạch hết rồi. Nó là ban đầu mình định hướng là mình định hướng để dễ bạn mình chơi cây cho nó chuẩn chỉnh chi cành nha các bạn. Đó thì cây này cái dáng mình chơi 2 bay bay. Nếu mà cái cành số 1 đó mà các bạn không muốn chơi cây bay á, thì mình giật nó sát xuống cái mầm, giật sát xuống cái mầm đi rồi mình chơi lại một cây trực bài lồng lực nha. Đó, bạn nào có thích thì liên hệ qua cho mình qua số điện thoại trên màn hình nha. Cái này là cây số 2, hoành tổng đế của nó là 14, ủa 25 thế, lộn, xin lỗi bạn ha. Tổng đế là đây 25, hoành thân là 14, cao là 14. Cái này giá 500k là em bao ship nha các bạn. Đó, cây khéo, đế là cây nào cái nấy bốn vách hết bạn. Đó, cây một cốt giót ngọn nha. Tàn tàn thì mình tính là lại chị tàn này á, nếu mà mình về mình chơi bên xa á, giật được một cấp rồi nha mày. Nó giật được chi đầu nè, nó chi là về giật được một nhịp rồi đó. Bây giờ mình nuôi nhịp thứ hai là cây này ra nuôi cây chuẩn nha các bạn, chứ không phải là nuôi cây tạp tạp đâu. Nó cây tán thiên nhiên ha, 500k. Bạn nào thích thì alo cho mình qua số điện thoại trên màn hình cũng là Zalo Facebook của mình luôn. Rồi, cây mã số 03 nha các bạn. Hoành tổng đế của nó là 25, hoành thân 15, cao 15 cm, giá 500k đây nha. Cây củ đế đây nè, nó một cốt mà nó dót ngọn, dót búp măng luôn rồi. Đó, cây này về đào tạo thì chi cành là giật được nhịp một hết rồi, giật nhịp thứ hai gọn gọn. Nói chung cái dòng thang sen mà chơi bonsai mini thì không có gì vàng nha mày, hoa nó mịn, nó rất phù hợp để mình chơi bonsai mini. Đặt 500k, bạn nào có thích thì cứ liên hệ cho mình. Tiếp theo là cây mã số 04, tổng đế của nó 25, hoành thân là 16, cao 13 cm, giá 450. Nó cây nó như một cái bể núi vậy các bạn ơi. Bạn nào mà có muốn chơi nó lùng lực hơn thì mình đắp phân lên tới đây nè. Đó, thế thì mình rút rồi, rút nó cũng sát rồi. Nếu mà chơi lùng lực thì đắp lên đây, còn chơi cái bệ thì mình có thể là mình trồng nó cao cao đây, là nó ra một cái bệ đế, bệ đế đều nha. Nó đế như 24 giờ luôn nè, không có vách nào mà nó thiếu cái đế vậy mà. Đó, chỉ này chỉ phôi mình làm rồi làm sạch sẽ hết nha mày. Đây keo kiết, nói chung là cây là mình làm sạch sẽ hoàn thiện nha, chứ không có làm ba mớ. Nói chung cây này làm kỹ lắm, nó cũng hơi mất thời gian nha mày. Đó, lô này thì mình có chích ra có mấy chục cây à.
Đó là mình quay 10 cây dưa lúa bạn ha, rồi 450 ngàn. Cây số 5. Hoành tổng đế của nó 25, hoành thân 14, cao 14 cm. Giá 450k. Nó giá này là mình đã bao ship rồi nha mày. Nó thay vậy thì nhỏ lùng lực nó khéo thì giá nó cũng khá hợp lý. Mình hồi đó giờ mình không có nói thuê mình bán mắc hay là rẻ bạn ơi. Nói chung mắc rẻ giờ nó không có nói được. Nói chung mình cảm thấy nó hợp lý thì mình chơi thôi. Đó, bây giờ mình kêu mắc kêu rẻ thì nói cây mình rẻ thì nó cũng không có đúng. Nói chung mình nói nó khách quan chút đi cho nó dễ nha bạn, để bạn nhiều bạn bắt bẻ mình. Đó, 450k. Rồi, thì bạn nào thích thì liên hệ qua số điện thoại trên màn hình ha, hoặc là Zalo, Facebook cũng là số điện thoại đó luôn. Theo là cây mang mã số 6 ha, một cây số 6 là một cây lùng lực nha các bạn. Cốt cành có sẵn giật một nhịp hết rồi. Đó, thông số của nó là tổng hoành đế 26, hoành thân nó 14, cao 11 cm thôi. Nó lùng sủng luôn, 450k. Đó, cây lùng bệ đế là nói chung cái lô này là mình lọc lấy là có chọn lọc hết nha các bạn, chứ không có lấy cây tạp tạp mà bỏ vô mà bán bạn cây cơ cơ. Nó thà mua một lần cho nó cây nó đẹp để mình chơi cây nào nó ráng cây đó bạn ơi. Nó lùng lực cái bàn xoay của mình nó cũng muốn như con gà lụng răng rồi đó. Lùng lực cốt cành có sẵn hết nha. Này các bạn, bạn nào mà không không biết chơi hết, để nó ra một cái phum này, cắt cái phum chơi cũng nó đẹp nữa các bạn. Đó, trang sen nha các bạn. Số 7 hoành của nó, hoành tổng đế của nó là 24, hoành thân 13, cao 15, giá 450k. Nó cây này thì nó hơi cao cao, nó chơi tông hơi cao xíu. Nó cốt cành cũng giật một, như cái này tính ra là giật hai nhịp được nè, cho cốt cành nè. Nó cốt cành nó bạn thấy không? Đó, cây lô này bệ đế thì các bạn khỏi cần chê à. Đó, cây số 7 giá 450k, đã bao ship. Rồi, cây mã số 8, tổng hoành đế của nó là 24, hoành thân 17, chiều cao nó là 13 cm. À, giá 500 cây, cây mã số 8 nha các bạn. Đó, đây là mình không có tính vào là thân nha các bạn, có nhiều anh em người ta không biết đó. Là hồi nữa là chi nó này là mình bắt chi hết nè. Đó, thì muốn chơi theo kiểu thân thì mình chơi, nhưng mà bắt để làm chi cành thì cũng ok. Đó, hoặc là cái này là chơi phu thê gì, chơi cái này là phụ tử là ok nha các bạn. Đó, nói chung dáng thế thì tùy anh em mình thích chơi cái kiểu nào thì mình binh cái kiểu đó nữa. Thì phôi thì mình binh cái căn bản theo cái ý của mình thôi bạn ơi. Đó, này thì tại mới mới thuần vũ bầu làm hôm qua xong đó. Mà còn cái này thì mình bao giá bạn ha, bao ship bao sống cho các bạn luôn. Cái dòng này bao sống mình xử lý bầu rồi sống là ok, mình không có ngại cái chuyện mà cây nó gì ấy đâu. Đó, thì mình đã xử lý hết rồi. Nói gì dễ bạn chỉ việc chồng thôi. Còn bạn nào lo thì cứ để lại ở đây cho nó lên mầm khỏe thì mình ship cho vẫn ok. Đó là do mình kỹ là mình xử lý hết luôn đó. Số 9. Trời, cây số 9 là nguyên một cái bệ đế nó vót cũng đẹp bạn ơi. Nói chung này là đế nó cũng thoát lên cũng cao cao các bạn, được 5 7 cm. Nói chung anh chơi phong hơi cao cao xíu cũng được. Còn nếu mà muốn chơi phong thấp ấy, thì mình sẽ trồng nó tới đây nè, cho nó ra anh tỏ 24 giờ bồ đế. Đó, mình chơi theo ý mình thôi. Hoành tổng của nó là 24, hoành thân 16, chiều cao 15 nha các bạn, giá 500k. Đó. Khéo lắm bạn ơi. Nhìn mặt da cây cũng biết ha, cây nó khỏe. Chuyện cây sống thì mình bao cho các bạn là ok hết. Nếu mà nó có cái gì đó, sự cố gì thì mình sẽ hoàn lại cho các bạn hoàn tiền hoặc là đó cái khác nha các bạn. Bạn yên tâm ha, bên đây mình bán đó giờ thì chưa có cái vấn đề gì nó bu với khách hàng của bên em hết. Đó, rồi 500k. Bạn nào có thích thì liên hệ cho mình ha. 10 cây cuối cùng của video ngày hôm nay ha. Mỗi ngày mình nhín nhín mình lên có chừng 10 cây, rồi vài bữa nữa mình quay bonsai siêu mini. Nói chung tại vì trong cái kênh của mình đó, mình chuyên về bonsai siêu mini, rồi mình thấy mình mê cái trang này nè, rồi mình mới làm mà mình lên giao lưu cho các bạn ha. Thì hoành tổng của nó là 23, hoành thân 14, chiều cao của nó là 14, bộ bệ đế là 24 giờ hết các bạn. Nó không có cây nào sai lạc gì hết. Còn đây nè, tại qua mới trồng nó chưa nó lộ lên nè. Đó, thấy rõ không? Đó, tại qua mới xử lý bầu 100% đất hết nha bạn. Sau này các bạn gì chơi năm 10 năm sau vẫn ok ha.
chứ không có để cái bầu là bạn chơi thời gian là nó chết cây nhé các bạn. Đó, cốt cành giật một cấp hết rồi. Nó cái này là chơi theo cái dạng cách giật luôn rồi các bạn ơi. Đó, giá chỉ 450 ngàn bao luôn phí ship ha. Rồi bạn nào có thích những cái cây trong video ngày hôm nay thì bạn cứ liên hệ cho mình qua cái số điện thoại trên màn hình nha bạn. Bạn xem kênh đó mà có thấy kênh nó có hữu ích đó, bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh ha, để bạn có thể nhận được những cái video mới để mình lên giao lưu cây, để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình chơi cây mà mình biết rồi đó ha. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của mình ha. Rồi xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả bạn ha.